chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Tương Lai với sự đồng hành của ngân hàng sữa Love Vinfast. Rất vui được gặp lại quý vị và ngày hôm nay tất cả tiết mục chúng ta đã sẵn sàng. Chỉ cần xuất hiện sân khấu, họ sẽ thể hiện tất cả tài năng của họ, những bất ngờ, những sáng tạo, đem đến nhiều niềm vui cho quý vị và các bạn, đặc biệt là 50 vị giám khảo khó tính. Sau khi vượt qua 50 vị giám khảo này, với đèn đỏ đừng có chạy nhanh như vậy mà đèn xanh phải chạy nhanh lên. Rồi sau đó họ sẽ gặp gỡ 5 vị giám khảo, đặc biệt là có một giám khảo rất là khó tính. Chào đón nghệ sĩ đạo diễn Lê Hoa. Chào đón ca sĩ Quang Trang. Ca sĩ Phương Thanh. Ca sĩ đạo diễn diễn viên hài Minh Nghĩa. Trời ơi. Ca sĩ ơi nè, em nổi. Ca sĩ người dẫn chương trình Cát Tường. Và tôi, ca sĩ Quyền Linh. Chết rồi, bây giờ ai ca sĩ hết kìa. Tại vì mỗi người đều biết ca hết, mỗi người có thể thể hiện tài năng của mình 2 phút khác cũng được mà. Thôi bữa nay mình làm ca sĩ một bữa cho nó lạ đi anh Minh Nhí ha. Ngày hôm nay ngoài những giám khảo rất quen thuộc chúng ta sẽ gặp gỡ một gương mặt mới ngồi ghế nóng thôi. Đó là Sô-cô-la. Chào bạn Đoan Trang. Em chào anh. Trời ơi, giọng sao giọng thấp giọng chậm vậy? Bạn cảm nhận thế nào với dàn giám khảo khủng của chúng tôi? Nói chung là cái dàn giám khảo này là mới vô là thấy là điên, đẹp, đồng. Cho bạn hát một câu rồi đó, nào vui vui lên cho nó không khí. Được, ngày đầu tuần nào à. Đúng rồi. Ví dụ như là Hoàng ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Tại vì á, Đoan Trang nhìn anh Hoàng không có phê được. Không phải, anh Hoàng phải diễn xuất lại chứ. Bây giờ làm lại, anh Hoàng sẽ diễn xuất lại nha. Anh Hoàng chỉ tạo. Hoàng ơi, người ta đang tỏ bày tỏ tình yêu mà mặt anh Hoàng à, mặt như mặt bàn. Rất là khó khi chúng ta thể hiện chỉ một chút thôi. Và các thí sinh chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình 2 phút đem lại rất là nhiều niềm vui cho khán giả. Ban giám khảo chuyên môn đã sẵn sàng. Ban giám khảo khán giả đã sẵn sàng. Chúng ta chờ gì nữa? Chờ các tiết mục xuất hiện sẽ biểu diễn chúng ta xem. Tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục thế nào? Quỳnh Linh chưa biết, giám khảo chưa biết, mọi người chưa biết. Chúng ta nhìn lên màn hình. Nhóm Micro mình, các thành viên mình xuất phát từ công nhân ở khu vực Tân Nguyên Bình Dương. Mình không có trùng cùng chung xứ sở, mỗi người mỗi tỉnh, nhưng mà gặp nhau đây cùng đam mê hip hop nên tụi mình đã lập ra một nhóm. Chào các bạn, nãy Quỳnh Linh thấy giới thiệu kia các bạn ra số là công nhân đúng không? Dạ. Các bạn là làm công nhân ở khu chế xuất nào? Dạ, tụi em làm ở công ty gần khu công nghiệp Tân Quyên, Nam Tân Quyên. Bạn làm nghề gì? Dạ, em bên gỗ. Còn bạn kế bên? Dạ, con mới ra trường ạ. Còn bạn bên kia? Dạ, mỹ phẩm anh Quỳnh Linh. Mỹ phẩm? À, còn bạn này? Dạ, em làm nghề mai. Còn bạn gì đẹp trai nè, làm nghề gì? Dạ, tiếng Anh Quyền Linh, là em làm tiếp thị. Mỗi người một nghề, mỗi người công việc, nhưng chung cái niềm đam mê là nghệ thuật. 1, 2, 3, 4, 5 bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thịt tay. Thank you.
Chúc mừng phần biểu diễn các bạn. Tôi thấy thường cái tiết mục này họ đội cái mũ bảo hiểm lên đầu á. Hồi nay hình như mình bỏ quên mũ hay sao à? Dạ không có, em tập lâu rồi. Tập ở nhà sàn, ở nhà bạn là bằng đá, đất hay là... Tụi em đi diễn gặp nhiều lên sân khấu á. Có khi lộ nhựa cũng chơi được à. Trời, lộ nhựa chơi luôn, quá dữ. Tóm lại là chúng ta có cái gì bảo hiểm cho nó chắc ăn các bạn ha. Dạ cảm ơn anh. Chúc mừng các bạn, chúng ta đã nhận được 88% khán giả bình chọn. Có nghĩa là các bạn được cộng được một điểm nữa. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Trong nhóm các bạn chia đều ra những cái chiêu thức á, là chia ra để mỗi người đều thể hiện được mình. Và cái màn trình diễn của các bạn tôi rất là thích. Tôi cho rằng tiết mục của các bạn á, nó có sự trẻ trung, nó có sự hồn nhiên, nhưng mà nó còn thiếu sự điêu luyện lắm. Thứ nhất là các bạn tổ chức như là đầu tiên như một cuộc đánh lộn, rồi sau đó các bạn lại quên phát cái kịch bản đi, các bạn trở thành là đồng diễn. Điều thứ hai á, là các bạn còn hơi ít những động tác khó. Sí. Gì vậy trời? Trường động tác khó. Trường động tác khó. Quá trời luôn mà anh. Những động tác đó cực kỳ là chuyên nghiệp. Những cái tay, những cái chân các bạn đi, và nhất là những cái tổ hợp mà khi mấy bạn vô hip hop á, các bạn làm rất là đều, phải nói Trang rất là ngạc nhiên. Nói chút xíu với anh Hoàng là cái này giống như một cái tứ là mấy cái nhóm hip hop với nhau là hay là cự nhau ngoài đường, rồi sau đó bắt đầu là cùng nhảy múa với nhau, đi tới cái nhân văn là tất cả mọi người đều hướng tới là âm nhạc nhảy múa, thì cái đó là bình thường chứ không phải là sau đó đánh lộn tiếp. Cho nên đánh lộn, hiểu không? Chị chỉ có một cái nhỏ xíu là gợi ý như thế này, là cái lúc đầu mà mấy em muốn thể hiện là ê trời ơi, bạn cũng ngầu lắm, tôi cũng ngầu nha, thì mình cứng rắn chút xíu, chứ có một cái bạn thì được cười. Hơi đúng rồi, được cười cười mà giống như là hơi mềm mại nha bà nội, cái đó không được. Chúng ta chỉ đều chút xíu nữa thôi, có thời gian luyện tập kỹ xíu nữa thì tôi nghĩ rằng tiết mục này sẽ hoàn thiện hơn. Chúc mừng các bạn. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8, Minh Nhĩ 9,5, Đoan Trang 9, Phương Thanh 9,5. Tổng số điểm dành cho các bạn 46,5. Chúc mừng. Một tiết mục mở màn rất là sôi động, rất là hấp dẫn của các chàng trai. Và tôi nghĩ rằng chương trình Bạn Có Thực Tài luôn luôn lạ và bất ngờ như vậy đó quý vị. Tiết mục thứ hai sẽ là tiết mục như thế nào? Có hấp dẫn hay không? Có bất ngờ hay không? Chúng ta chờ xem. Chào Quyền Linh ạ. Hôm nay bạn biểu diễn ảo thuật. Dạ. Bồ câu. Dạ. Bong bóng. Dạ. Còn gì nữa không biết. Sẵn sàng. Là 2 phút bắt đầu. Bạn có thực tài. Thank you.
chúc mừng Hoàng biểu diễn. Có một phong thái rất là tốt. Mặc dù mấy tiết mục này tôi làm cũng không được nữa. Bạn có 70% khán giả bình chọn cho bạn, cộng thêm một điểm. Và bây giờ nghe chị Phương Thanh nói nè, Thanh chỉ học ảo thuật mà. Bước trên sân khấu trình diễn thì bao giờ cái phong cách, cái phong thái cũng là quan trọng, và cuốn hút người xem và đưa vào cảm xúc như thế nào thì em đã được cái điều đó. Nhưng mà cái bồ câu hay cái dù và cái kia nó không quá khó, không có quá đã để cho mọi người có thể là phải vỗ tay để tán thưởng em. Dạ, em cần phải tìm nhiều cái nó khác đi một xíu nữa. Phong cách là em đã có rồi, phong thái có rồi, nhưng mà phải lôi cuốn mọi người nhiều cái khó hơn một chút nữa thì điểm em mới cao được. Dạ, xin cảm ơn. Đúng là cái sự lãng mạn của bạn thì có, nhưng mà bạn bị cái khuyết điểm quá nặng là bạn chậm quá. Ngay từ đầu lúc mà chút đó tôi đã tôi chết rồi. Có 2 phút là bạn cứ gọi là lãng mạn thế này người là chết. Người ta cố tình mà, người ta đủ giờ chứ người ta có trễ giờ đâu. Nhưng mà thế cuối cùng là cái show tiết mục nó quá ít. Mà người ta cố tình diễn ít vậy đó. À, cố tình vậy à? Thế thì tôi thua. Chứ đâu phải, đâu phải là diễn không kịp. Nếu mà cố tình như vậy thì tôi sẽ cố tình cho điểm thấp thôi. Thì đấy. Đó. Thôi không có được nha. Tự nhiên ban giám khảo gây lộn nha, phải cho thí sinh điểm thấp không có được á. Nói thật là cái tiết mục cuối cùng tôi cảm giác không phải. Bởi vì chả lẽ cái bàn nâng lên như vậy rồi thôi à. Bây giờ hỏi em hết bà biểu diễn em hết chưa? Em chuẩn bị như đó. Đó thấy chưa? Tóm lại là lúc đó bạn đưa cái bàn này, bạn đưa qua đưa lại, tưởng cái cục này là cái gì nó sẽ biến ra cái gì. Ví dụ bạn đưa qua lại, đưa qua đưa lại vỗ bếp lấy ra 100.000. Trời ơi Quyền Linh 10 điểm luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 8.5, Lê Hoàng 7.5, Minh Nhí 9.5, Đoan Trang 8.5 và Phương Thanh là 8.5. Chúc mừng bạn. Trời đất ơi, vậy tôi phải coi lại tôi. Điểm cao quá. Sao ai cũng tấp chuẩn đó, tôi coi lại tôi coi thẩm mỹ tôi như thế nào. Nhưng tôi vẫn rất thích em. À, ở cái về cái tự tin trình diễn của đúng. Em. Phong cách của bạn rất là trữ tình bạn, nhưng mà cần những cái bất ngờ hơn nữa. Số điểm của bạn là 43.5. Chúc mừng cho Minh Nhật. Xin kính chào quý vị khán giám khảo, xin kính chào khán giả. Nhóm chúng em là Lạ Thêm đến từ Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên chúng em lên được cái sân khấu chà bá như vậy. Cho nên là nói chung là tâm lý của tất cả các thành viên nó hơi bị rối chút xíu. Nhất là nhìn mặt của anh Quyền Linh đẹp trai quá cho nên nó hơi sao. Cảm ơn nha. Tung lên coi. Tung lên. Tung lên coi. 2, 3. 2, 3. Yeah. 2 phút bắt đầu. Bạn có thịt say. Bán hết vé số rồi. Tranh thủ lên coi mấy anh chị Lạ Thêm diễn mới được. Ước gì mình cũng có giỏ để đi diễn từ thiện với mấy anh chị đó. Thích thật.
mừng phần biểu diễn vừa rồi của các huynh đệ. Rất là đăng đăng sát khí ha. Chúng ta đã có 78% từ khán giả bình chọn. Một điểm cộng cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe lời ý chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Nhất là các bạn rất là hồn nhiên. Thứ hai là các bạn không có một chút căng thẳng, không có một chút gồng mình gì hết. Nhưng còn về phần diễn và phần phẫu thuật ấy thì tôi thật nó bình thường thôi, không có cái gì ghê gớm cả. Em đặt tên là Lạ Tim, tức là tụi em nghĩ tụi em lạ lắm đúng không? Dạ, lạ thì không nhiều, nhưng mà tất cả các thành viên trong nhóm có chung một tố chất khùng. À, và chị nghĩ người lạ nhất là em. Tụi em có một cái tinh thần rất là đáng yêu và rất là có ý nghĩa, là đi đem lại những cái đam mê của mình để giúp cho người khác, là mình làm từ thiện, mình góp vui cho tất cả mọi người. Cho nên chị nghĩ là tất cả mọi người ở đây sẽ cho tụi em một tràng pháo tay thật là lớn. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ chờ xem số điểm từ ban giám khảo chuyên môn như thế nào. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 7,5, Minh Nhĩ 9, Đoan Trang 8,5, Phương Thành 8,5. Chúng ta có số điểm là 43,5 điểm. Chúc mừng các bạn. Nàng là trinh nữ, tóc buồn khiến đôi vai gầy. Trên chuyến đò sông Hậu Giang, xưa tiếng anh rời xa. Trong nỗi đau dạt dào, đây chuyện cô gái có mấy tông. Bảo có thật sai. Đời tư muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể, cách nay đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim lòng trao đến cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ, tóc đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người, tình này có làm tôi tưởng đâu là đâu. Song ca tập hai giọng có khó không bạn? Dạ cái này là bẩm sinh anh. Là từ hồi nhỏ tới lớn là bạn hát vậy rồi? Dạ ba à. Em rất là đam mê cải lương, chưa nào bắt em ngủ cũng phải mở cái lương hết, thành ra em nghe viết cái giọng nam giọng nữ hát theo hoài. Nghe viết bạn ơi, bạn bạn làm tôi nhớ thời thơ ấu, thời quýnh quá tôi quý vị, thời thơ ấu của tôi cũng y vậy đó. Cứ dậy sáng nào 5 giờ sáng là ba tôi cũng mở cải lương cho tôi nghe miết, mà bài nào tôi cũng thuộc, cho nên bạn hát bài này là tôi thuộc, tôi nhép miệng theo là vậy đó. Khi bạn hò là tôi đã nghi rồi, nữ hát giọng nam hoặc là một bạn nam hay hát giọng nữ thì y như rằng, chỉ có điều là giọng bạn hay quá
Và tôi thích nhất là lúc bạn hát giọng nữ. Những cái luyến của bạn á, tôi là người mà thích nhạc này lắm nè. Cái điệp khúc của vợ của giọng nữ tôi kể đến mai đã xưa nếu chẳng đem tình dẫn hết cho người thì nay có đâu buồn. Trời ơi, chưa bao giờ có một tiết mục nào Phương Thanh quay của anh Lê Hoàng mà thấy anh gật đầu. Yeah. Hay. Nhưng mà thế này này, tôi thật đó, bạn không việc gì phải hát giọng trai, bạn hát giọng nữ luôn thì hay hơn. Không, nhưng mà như vậy nó đặc biệt, cả nam cả nữ mới đặc biệt. Chính cái việc mà hai giọng ấy nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng có cái hại. Tại riêng cái phần thi này bạn đó phải làm vậy để cho mình thấy là bạn đó có cái tài đó. Ban giám khảo khó lòng lắm. Bây giờ em hát giọng nữ không thì họ nói tại sao em hát giọng nam luôn. Bây giờ hát hai giọng nói sao em hát giọng nữ không, em làm sao cũng không vừa lòng. Nhưng mà giọng nữ hay hơn, rõ ràng rành như thế. Chỉ cần là nam mà hát giọng nữ hay là được rồi, không việc gì phải tham hai thứ. Cái giọng nam đó là em giả của cô ca sĩ Di Khánh chứ không phải cái giọng thật của em. Có một mình tôi nghe biết. Thế thôi, không hát giọng thật đi. Trời ơi, không thì chừng nào ta được vào vòng trong ta hát giọng thật có sao đâu. Rồi, 90% khán giả bình chọn cho bạn, bạn cộng 2 điểm. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Trời ơi, Lê Hoàng mời. Wow. Yeah. Anh Lê Hoàng hết kỳ đạo cho 10 lắm. Cát Tường 9.5, Lê Hoàng 10, Đoàn Trang 9.5, Minh Nhí 10 và Phương Thanh là cái 10 đó là đương nhiên rồi. Tại anh Lê Hoàng mà cho 10, Phương Thanh cho 7 nó kỳ, nên bắt buộc nó phải 10. 10 điểm. Tổng số điểm dành cho Toàn là 51 điểm. Quỳnh bác Toàn. Cũng bây giờ tiết mục tiếp theo có giống như tiết mục này hay không? Tôi cũng chưa biết nữa. Nào, chúng ta cùng theo dõi quý vị nha. Linh chào các con. Chào chú. Ai cũng dễ thương xinh đẹp hết. Cái bộ môn dance sport này là một môn rất là hấp dẫn. Ngày hôm nay con thấy có một cô ngồi trên đó, sô cô la đó. À, cô rành tiết mục rồi lắm. Nên cẩn thận nha. Cô soi kỹ lắm á. Các con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 2 phút dành cho các con. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you've not been home. Unchain.
chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Chào tụi con. Tụi con có thích trở thành những diễn viên múa cũng như là nhảy dance sport chuyên nghiệp không? Cô nghĩ là tụi con cần phải tập thêm rất là nhiều, bởi vì bài diễn này tụi con cũng chưa phải là quá sức là nhuần nhuyễn đâu, cho nên là đây có thể là những cái giai đoạn rất là đầu để tụi con tập những cái điệu của dance sport. Và với cha 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 thì các con phải hiểu là cha cha samba là nó trong những cái vũ điệu của Latin, thì tụi con phải diễn cái nét mặt, cái bước chân tụi con đi phải có sự kiêu hãnh, hoang dại, phải gợi cảm. Mình thiếu chút xíu cái đó. Hoặc là những cái xoẹt chân cao lên là cô muốn tụi con phải tập dẻo thêm nữa để xoẹt cao lên. Rồi những cái lượng sóng phải đi sâu hơn nha. Chúc mừng tụi con. Con có muốn cô Loan Trang nhảy một đoạn cho con có xem không? Muốn hả? Mời cô Loan Trang. Ông nhạc nhảy lên nào. Thật ra những động tác vừa rồi của cô với cô Vương Thanh là giỡn vui phiêu thôi. Cái ở đây là khi tụi con nhảy thì con phải cháy, phải làm cái này, ánh mắt, cơ thể, tất cả mọi thứ, chứ không phải là cô thầy mình dạy sao mình đi trang vậy. Tụi con cố gắng lên nha, chúc mừng tụi con. Thấy có ai nghệ sĩ biểu diễn mà sách dài luôn thấy không? Quan trọng là cái ánh mắt và cái động tác nó phải dứt khoát xíu, uống lượt. Trời, mới này quá tuyệt vời. Hồ, xây qua Quyền Linh. Trời đất ơi, chưa đó em mặc đồ tắm mua mới đẹp. Lại ói hơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Số điểm bắt đầu. Lê Hoàng 8.5, Cát Tường 8.5, Minh Nhĩ 9, Đoàn Trang 8.5 và Phương Thành 9 điểm. Nhóm các con được số điểm là 44.5 điểm. Chúc mừng. Thế bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta thay đổi không khí với một nhóm nhạc gồm 3 thành viên nhưng mà rất là lửa, rất là máu quý vị nha. Akben. Akben xin chào tất cả mọi người. Tụi mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kiến trúc. Đến với chương trình Bạn có thực tại ngày hôm nay thì tụi mình đến với mục đích là giao lưu là chính. Nếu như có giải thì tụi mình sẽ rất là buồn, còn nếu không có giải thì tụi mình rất là vui. Tạm biệt thôi, chứ hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho tụi mình. Chào các bạn. Xin chào anh ạ. Các bạn đi diễn lâu chưa? Dạ, tụi em đi diễn cũng chắc được 6 tháng ạ. Và ngày hôm nay chúng ta đến với sân chơi Bạn có thực tài. 2 phút để biểu diễn âm nhạc cũng hơi khó chút xíu, nhưng mà quan trọng là lạ, độc, hấp dẫn. Chuẩn bị, 2 phút, bắt đầu. Bạn có thực tài. Rồi đi xa thế men say, tôi như say tiếng công chia, tôi như say hương cao nguyên đại ngàn, tôi như say đất đỏ bát ngát, tôi như say đất trời thênh thang, rồi đi xa nhớ. Bên ta một ngọn lửa hồng sáng rực rỡ, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi ca
cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng cháy lên đi lửa tia cháy mãi cho bóng em hiện ra giữa ngọn lửa em trao bầu rượu em trao lời nói nhớ mãi nhớ lời nói lửa cháy dịu đắng ngày nào còn là chim chưa reo bay qua giữa bầu trời còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên còn mãi trong ta thấy các bạn biểu diễn mà trên kia chị Phương Thanh chị hú huyết rồi Đoan Trang ngồi coi như là cứ mắt mở to tròn và cười tươi thế này còn Cát Tường hơi căng thẳng mỗi các thái độ khác nhau không biết như thế nào đây. Đầu tiên thì các bạn nhận được 98% của khán giả cộng 2 điểm dành cho các bạn, chúc mừng điều đó. Giờ tôi nói trước đi à, lúc đầu các bạn ra có 3 bạn thôi mà tôi thấy cầm một cái guitar rồi có một cái ca dông thôi tôi sợ lắm. Có 3 bạn mà tôi thấy nét mặt của 3 bạn cũng đơn giản lắm. Cho nên nhưng mà khi các bạn khi cất cái giọng hát lên và khi cái bài nhạc của các bạn diễn ra thì tôi hoàn toàn bị chinh phục. Các bạn phối với nhau từng chất giọng của nhau á, tôi nghe tôi thấy nó không bị chỏi. Bản thân tôi cảm nhận như vậy và tôi rất là thích cái tiết mục của các bạn. Cái điểm mạnh của ba em á là bạn nào chất giọng cũng tốt cả. Cái đoạn đầu khi mà mỗi người mỗi câu á giọng nào cũng ấn tượng rất là hay. Khi mà quyện chung cả ba lại cũng rất hay luôn, rất là ngọt. Và các bạn lên tông chuyển tông liên tục làm cho cái bài nó phong phú, nó mới. Tuy nhiên cái bạn giữa đó, cái bạn mà hát chính á vẫn xử lý một số chỗ hôm nay bạn hơi bị đuối. Đuối hơn so với giọng của hai bạn hai bên. Khi bạn xuống bập bùng á, chứ bùng bạn xuống cũng không hết nốt. Và cái đoạn cuối khi bạn lên á, cao nguyên vẫn không lên tới nơi. Cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên, bên anh lừa bập bùng. Không thể trừ điểm em trong cái này nhiều được, bởi vì hoàn toàn là bài hát là chinh phục được hết từ phối, là từ chất giọng của các bạn, từ những người sinh viên. Máu lửa nhiệt huyết thì cái này là rút kinh nghiệm, là một bài hát nếu muốn ăn toàn bộ những tràng pháo tay và cảm xúc khán giả là những nốt cuối cùng là quan trọng nhất. Cho nên những cái trước mình phải tiết chế, nếu mình dư hơi dư sức thì không sao, nhưng mà bốn cái nốt cuối cùng, cuối cùng bốn cái chữ gì đó là còn em lửa cao nguyên và kéo hơi thật là dài đến độ mà khán giả bị hết hồn. Chỗ đó em nuốt nước miếng em lấy hơi một cái em lên bốn chữ đó được. Em bị vội quá em qua luôn. Nó đang liên tục không có nuốt được. Không có nuốt được thì bởi vì trừ điểm. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhiễm 10, Phương Thanh 10, Đoan Trang 9,5. Tổng số điểm của các bạn có được 50 điểm. Chúc mừng. I stand
Chúc mừng các bạn. Chúng ta hồi hộp chút xíu bởi vì cái đèn đỏ các bạn lên nhanh quá. Nhưng nhìn lại cuối cùng cũng lên 58 đèn xanh. Còn bây giờ sẽ là ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Thật ra cái tiết mục này dàn dựng là ok, nhưng vì các bạn bị cắt thành 2 phút thành ra nó bị vội. Tôi đoán là như vậy. Thành ra là có những cái chỗ mà nó bị rời rạc và nó bị không khớp vào nhau. Nhưng tôi tin rằng là chắc cái tiết mục nguyên thủy nó không đến nỗi như thế. Cái phong cách múa của từng cá nhân thì tôi nghĩ là thật ra rất là đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc rằng cái sự phối hợp thì nó hơi lộn xộn thôi. Lần đầu tiên chị thấy anh Lê Hoàng nói rất là đúng. Chứ giờ ta đã trả lời. Em xin lỗi bởi vì em chém anh khác quá mạng, em xin lỗi anh. Thật ra mà nói là mỗi người đều có những cái ý kiến riêng. Đúng như anh Hoàng nói là cái phần dựng của tụi em, cho đến khi mà cái nốt nhạc cuối cùng kết thúc thì chị không hiểu câu chuyện là gì. Anh Minh Nhí anh có hiểu không chứ? Hiểu chứ sao? Hiểu chứ? Rồi, tôi hiểu đó, tôi hiểu là chồng này nè đi tập 7 tập 8 với một phụ nữ khác, bà vợ bà mới ghen đúng không nè. Cuối cùng là thân sơ tất sở trở về với bà vợ thì bị bà vợ tắt ra, nhưng mà quay lại quay vô đó. Ai dạy các bạn mà tát ra các bạn quay vô vậy trời? Thí dụ như bị tát cái chiều này là phải vô đây chứ. Chú diễn này để nè. Tử rồi nè, để nè. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8.5, Minh Nhí 9.5, Đoan Trang 9.5 và Phương Thanh là 8.5. Tổng số điểm dành cho các bạn là 45 điểm. Nhóm này lạ nha. Nãy mới có ba chàng trai xuất hiện là giờ ba chàng trai nữa. Ba anh em mình là... Ba anh em ruột, dịch chung gia đình. Ba anh em ruột luôn hả? Chúng ta có 2 phút biểu diễn. Cố gắng hết sức bình 2 phút dành cho con. Bắt đầu. Bạn có thật sai.
đánh trống là chú lên coi thử coi. Không giò, không giò. Thôi, đánh giống người ngái rồi. Không giò. Ngồi không hết cái trống nữa, không giò. Ngồi đánh tội nghiệp bây giờ. Có ta ngồi vậy, ai ngồi chẳng hãi. Thôi rất vui còn ha, dễ thương. Chúng ta có 92% khán giả bình chọn, cộng 2 điểm cho các con. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn nha. Hưng Thanh thì thích gì mộc mạc đơn sơ. Đôi lúc cái mộc mạc đơn sơ giản dị nó cũng có cái hay. Nhìn tụi con là vừa đánh trống xong rồi bay qua cầm cái đờn cho người khác ra múa, cái những cái đó rất là đáng yêu và cô thích. Nhưng mà chắc chắn là về số đông nhiều khi biểu diễn thì coi tụi con cũng sẽ hay bị bắt lỗi là tiết mục không có đặc sắc hay không có được cao siêu lắm. Nhưng mà đối với cô là cô thấy hay, dễ thương, mộc mạc giản dị, đáng yêu. Cô Đoan Trang thực sự thấy là tụi con có tài. Có tài ở chỗ là tụi con vừa thấm đẫm được nghệ thuật nè, thể thao nè, rồi cùng đàn cùng hát tập luyện với nhau như vậy. Chỉ có một chút xíu tiếc là cái phần cuối tự nhiên tụi con múa côn nhiều quá, cho nên là nó chì xuống một chút xíu cái đoạn cuối. Còn ngoài ra thì tiết mục của tụi con rất là đáng yêu. Nhỏ nhỏ con biết đàn không? Biết hả? Quánh luôn con. Quánh luôn đâu, quánh luôn con. Quánh luôn được điểm cao con. Anh rất là thông minh luôn á. Thôi mai dễ thương quá. À đàn vậy thôi. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Lê Hoàng 8 điểm, Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9,5, Đoan Trang 9,5 và Phương Thanh là 9,5, 47,5. Quá dễ thương, nhóm mộc. Tại sao mình lại đặt nhóm là nhóm mộc bạn? Dạ thưa anh là nhóm em á, thì tất cả các bạn là đến đều là sinh viên đến từ hai trường đại học là Đại học Tài chính Marketing và Đại học Kinh tế. Thì thực sự tụi em đến với nhau là chỉ là niềm đam mê, yêu thích múa thôi. Và đến với nghệ thuật bằng sự trong sáng và tấm lòng thuần khiết. Trời ơi. Chịu nổi. Hay nhất là câu đó đó. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Thank you.
mừng Nhóm Mộc nha. Thật sự là có một cái màu sắc rất là truyền thống, xem rất là hấp dẫn. Đúng như hồi nãy bạn Nam có nói là trong sáng và thuần khiết. Chúc mừng các bạn. Thì tôi thấy đúng như bạn nói đấy. Trong sáng, thuần khiết, dễ thương và hơi đơn giản. Hơi đơn giản anh hả? Trong sáng là phải đơn giản, chứ nếu mà không đơn giản thì nó đục ngầu ở đâu còn trong mộc, sáng mộc đâu anh. Mộc mà nhưng mà hấp dẫn chứ. Hấp dẫn. Các bạn phải xem các bạn tự dựng hay là các bạn có một biên đạo nào không? Dạ, tụi em là tự dựng với nhau. Đấy, chết ở cái chỗ đấy đấy. Ta mộc mà anh. Trời ơi, anh khó quá chứ, em thấy là các bạn rất là dễ thương, thiệt. Nếu mà các bạn nói á, nếu như có biên đạo cho các bạn thì là cái này sẽ giống như anh Lê Hoàng nói là đơn giản. Nhưng nếu các bạn tự làm với nhau và các bạn tự tập với nhau thì những động tác của các bạn gần như tôi nói thiệt á là giống như là chuyên nghiệp á. Anh Hoàng thì anh đòi hỏi rất là cao, nói nào ngay là như vậy. Anh Minh Nhi có thể dùng từ gì cũng được mà đừng có dùng từ chuyên nghiệp, bởi vì nó thật là không thể chuyên nghiệp được đâu. Thật ra ý anh Hoàng nó cũng có cái đúng. Thật ra bây giờ chị không phải là binh vực nhưng mà chị nói như thế này, tiết mục tụi em cái điểm mạnh là cái sự trong sáng, đúng y chang như cái lời em giới thiệu. Cái nét mặt tụi em múa rất là hân hoan, đó là trong sáng, đó là thơ ngây, đó là cái điểm mạnh. Múa cũng rất là đều. Nhưng mà thật sự thì những cái động tác nó không có khó. Đây là một cái bài dựng rất là dễ thương, rất là trong sáng thôi. Những cái ồn ào, cái phức tạp, những cái ổn độn, những cái xu hướng mới gọi là hiện đại thì đâu đó âm nhạc truyền thống và những cái giai điệu, những cái hình thể thế này nó rất là đẹp các bạn. Tôi nhìn ở phía sau background á, những cái đồng lúa dài bất tận mênh mang như vậy, nhìn sao nó mênh mang, nó lãng mạn. Mà các bạn rất là mộc và thuần khiết lắm, nhìn dễ thương lắm á. Nói chung nhờ anh Quyền Linh mà tụi em được thêm điểm rồi đó. Chúc mừng các bạn, chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Tổng số điểm dành cho Nhóm Mộc là 46,5. Chúc mừng các bạn. Như vậy chúng ta đã trải qua hết các tiết mục ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị sẽ gặp gỡ lại các đội thi trong ngày hôm nay với bạn có thực tài trên sân khấu. Chúc mừng các đội đã trở lại. Chúng ta sẽ nhìn lại bảng điểm xem đội nào có số điểm cao nhất. Đội đó sẽ là đội chiến thắng trong ngày hôm nay. Nhóm Bích Hoàng Kiều 46,5, Trà Minh Nhật 43,5, Lạ Tim 43,5, Quỳnh Văn Toàn 51, Nhóm Ô Dìa 44,5, Hạc Ben 50, West Captain Real là 45, KK Team là 47,5, Nhóm Mộc là 46,5. Như vậy chiến thắng tuần này đó chính là Quỳnh Văn Toàn 51 điểm. Chúc mừng bạn. Có lẽ đây là tiết mục rất là lạ và độc đáo hơn so với các mục khác. Vẫn còn phải vượt qua một chặng đường nữa, đó là đương kim vô địch tuần vừa rồi, DK Team. Cho tôi mượn lại cúp vô địch. Nếu như các bạn có số điểm cao trong tuần này, các bạn sẽ giữ lại cúp vô địch. Nếu như Quỳnh Văn Toàn chiến thắng thì bạn sẽ nhận lấy cúp vô địch và giá trị giải thưởng cũng là 10 triệu đồng. Nếu như bạn không chiến thắng thì bạn sẽ nhận 5 triệu đồng nhưng không có cúp vô địch. Theo quy định thì đội vô địch tuần trước sẽ thi đấu trước. Sẵn sàng. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu.
Ban Gangnam Style. Team. Một tiết mục tôi nghĩ rằng nó tốt hơn rất là nhiều so với các tiết mục trước của các bạn. Một sự đầu tư rất là tuyệt vời ha. Lần này tụi em diễn gọi chị dùng cái từ là biến hóa nhiều hơn. Chứ nó không phải như là làm mờ mắt giống như đợt trước nữa. Nó có ý nghĩa, nó có nội dung. Và chị vừa theo cái này mà chắc chắn là khi khán giả mà đang ngồi mà theo dõi trên màn hình á, là còn hay hơn là ngồi ở đây coi nữa. Tại vì ở đây là mình ban giám khảo ngồi hơi xéo á. Nếu ban giám khảo ở nhà mà khán giả mà coi tivi, chị chắc chắn là tiết mục này còn hay hơn nhiều nữa. Bởi vì cái độ biến hóa khôn lường không có đoán được. Nói chung là rất hay. Đúng là ánh sáng thì các bạn đẹp hơn tuần trước. Về đội hình thì các bạn cũng có những cái đội hình đẹp, về câu chuyện các bạn cũng có một câu chuyện, nhưng mà về sự phức tạp của cái vũ đạo thì tôi nói thật là tôi lại thấy không hài lòng, nó chưa đủ. Bởi vì rằng là đây dù sao vẫn là một tượng động tác múa, cái phần gọi là cái phần múa đó thì tôi chưa đã, còn cái phần ánh sáng thì tôi rất là đồng. Nhưng mà cái này cái chính là đèn, hiệu ứng đèn. Không, đèn nhưng mà dù sao nó vẫn là cái gì, cái sự đèn nó phải chuyển động, mà cái sự chuyển động ở đây nó bị chậm. Đó, chuyển động rất là nhanh với anh. Không, chuyển động chậm. Đó, em nói anh nghe, nó vừa văng một bạn vừa văng qua đây là một cái màu xanh khác, và vừa chào vô là qua màu đấy xanh là sự khác thay đổi, cái là sự thay đổi của ánh sáng nó không thích hợp với anh. Nói là chuyển đèn, sao anh nói nãy em mới nói là chuyển đèn chậm. Không, tôi đã nói rồi là sự thay đổi của ánh sáng nó không kịp. Nói chung là chị rất là thích được mời tới đây, bởi vì có những cái tiết mục biểu diễn nó làm cho ban giám khảo ta nó rối nội bộ lắm. Nhưng mà vẫn là đồng nghiệp tốt, em yên tâm đi. Có 2 phút thôi tụi em dựng được là có rất là nhiều cái bố cục khác nhau, cái team áo đỏ, cái team áo trắng và cái team áo xanh vân vân. Cho nên chị tạm đánh giá là tiết mục của em rất là thành công, mặc dù tuần vừa rồi chị chưa có coi. Chúc mừng tụi em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của người đọc và lạ để xem có chinh phục được ban giám khảo hay không. Bạn có thật sai. Lối đi em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng tự trọng. Dẫu em là một cô gái giang hồ. Không, Phụng ơi, nếu con được lớn khôn là do hạt lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ, thì xác thân và tim móc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành. Dân, nếu đại ca chết đi thì em sẽ đưa đại ca về với quê hương bụi mù cát trắng. Ở nơi đó em sẽ được gần đại ca mãi mãi, dù chỉ còn lại bên em một thể xác không hồn. Thủy ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ra ta và lập cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu. Thế cho nên đời ta cứ mãi lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không nói được bao giờ. Nhưng mình ơi, cô lâu cài da là nua đã nuốt nước mắt vào tim để rời bến cũ mặn nồng im à, để sang sông giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tôi bờ. Có lẽ như sức khỏe nào không được tốt đúng không? Dạ, tại hát thúc 5 người lượt khó. À, khó đúng không? Dạ. Không thể nào mình nhái cùng một lúc mà giống được hết. Tôi thấy bạn giống nhất là chú Minh Phụng thôi.
cho nên á mình mệt nữa. Mình thiệt không có ai mà vô mấy câu vọng cổ liên tục như vậy mà không mệt được. Tuần rồi đó là muốn em hát vọng cổ nhưng mà em giữ lại em ém, thì nghĩ rằng đợt này á em sẽ hát bài giọng cổ bằng giọng nữ rất là ngọt, hoặc là một bài tân cổ một cái gì đó nhưng mà là một cái chất giọng nó là ngọt ngào. Nhưng mà vì nói chung hai từ thôi là em quá tham. Không, đi sai bài thôi, đi sai bài một chút xíu thôi. Uổng á, tại vì thật sự ở đây mọi người rất là tiếc. Tôi là người tiếc nhất vì tôi là người thích bạn nhất. Bạn thấy sao? Đúng là tiếc rồi. Bạn chỉ cần bắt chước một giọng thôi. Việc gì bác lại phải chưng ra là bạn bắt chước được tất cả. Cái em chỉ cần bắt chước giọng Lê Hoàng thôi thì mới thắng rồi đó. Không cần là giọng của ai hết á. Miễn là ngái giọng hay là được rồi. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ mời trở lại sân khấu hai đội. Các bạn thân mến, như vậy là Văn Toàn và DK Team đã biểu diễn xong. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn với DK Team bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhĩ 10, Đoan Trang 10, Phương Thanh 9,5. Số điểm của DK Team là 48 điểm. Và bây giờ số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho Văn Toàn bắt đầu. Cát Tường 8,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhĩ 9, Đoan Trang 9 và Phương Thành 9. Tổng số điểm dành cho Huỳnh Văn Toàn là 44 điểm. Và đội vô địch tuần này lại một lần nữa DK Team chúc mừng. Chúng tôi xin chào chúc vô địch cho các bạn. Và giải thưởng tiếp tục là 10 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ lên trao chứng nhận cho các đội và trao chứng nhận vô địch cho đội DK Team. Thưa quý vị các bạn, gala của bạn có thực tài đã đến rất gần. Và đặc biệt trong gala sẽ có những tiết mục rất là hấp dẫn. Các đội vô địch tuần và các đội chiến thắng tuần sẽ được tham dự. Và ở đó giá trị giải thưởng 100 triệu đồng sẽ trao cho ai. Mời quý vị cùng theo dõi bạn có thực tài nhé. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 thứ hai tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với MC thực hiện với sự đồng hành của sữa Love and Farm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCB và đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.